Cướp đây. Trời ơi, gì vậy? Bận đồ sang động đẹp quá mà nghèo dữ à? Hả? Sống ảo hả? Đua đòi sống ảo hả? Vậy nghèo. Anh nói ai nghèo? Cô nè, cái túi không có một đồng. Anh nói ai sống ảo? Cô chứ ai? Bận cái đồ sang trọng quá trời ơi, không có một đồng trong túi. Sống ảo. Sống ảo hả? Chứ gì nữa? Nghèo hả? Đúng rồi. Xin lỗi. Đây, tôi còn đầy tiền. Cầm đi. Nghèo rồi. Đúng rồi, tiền nè. Nè. Xin lỗi nha, 500 ngàn nè. Bớt nghèo rồi đó. 500 ngàn nữa nè. Được rồi đó. Wow. 200 nè. Wow, bớt nghèo rồi đó. Đây, dây chuyền nè, cầm đi. Wow, cũng chưa vượt giàu lắm, hơi à. Nghèo hả? Nè, hơi à. Nè. Đó. Nghèo ừ. Không? Còn nghèo không? Không, không. Nghèo không? Tôi thấy giàu đó, tôi thấy người ta siêu giàu đó, không ai giàu như cô đó, thiệt đó. Đó, trả túi rồi. Tôi cho anh biết nha, cái loại người như anh á, nói tôi sao cũng được hết. Nhưng mà tuyệt đối á, đừng có bao giờ mà nói tôi nghèo. Đừng có bao giờ mà nói tôi nghèo. Giàu. Chị siêu giàu luôn, cảm ơn em.